Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 7 phần 5 của Học viện Già Nam, Tiêu Viêm đã được vào Nội viện Già Nam học tập. Bên trong nội viện có vài quy tắc khá lạ so với bình thường, là cho các học sinh làm tệ nạn xã hội đánh nhau, bán thuốc, thành lập băng phái đều được hoạt động. Thì Tiêu Viêm cũng dạy gái mà nghe lời Huân Nhi thành lập một băng phái. Và Tiêu Viêm là người cầm đầu học sinh năm 1 nên đã lấy cái tên là Bản Môn. Dĩ nhiên đám học sinh năm 1 đang có mặt ở ngoài đường đều chấp nhận vào Bản Môn ở. Chuyển sang tập 8 phần 5 của Học viện Già Nam, Tiêu Viêm đã bỏ mặc cái bang hội xã đoàn vừa thành lập, là trao hết quyền hạn cho Huân Nhi Hổ Gia làm công việc sổ sách phát triển Bản Môn. Còn Tiêu Viêm thì chạy lên hướng bắc xem tình hình dị hỏa, nên Ngô Hạo cũng đi theo Tiêu Viêm xem sao. Hai người đã tăng tốc độ chạy bằng đấu kỹ của mỗi người, nên chạy nhanh như bọn trẻ trâu tập lái xe ngoài đường, và khiến các học sinh khóa trên cũng phải né sang một bên tránh đường sợ tông vào người chết oan. Thậm chí trong quá trình di chuyển, Tiêu Viêm và Ngô Hạo cũng phát hiện ở phương bắc anh em nội viện cũng di chuyển đến đây khá đông, nên hai người mất khoảng 20 phút là đi đến nơi học sinh nội viện đang tụ năm tụ bảy một chỗ. Vì vậy Tiêu Viêm không hề chen lấn xô đẩy các học sinh đang đứng xếp hàng, mà Tiêu Viêm rất ý thức là hắn leo lên cành cây cổ thụ gần đó quan sát xem tình hình thế nào. Còn Ngô Hạo đang đứng một chỗ ở dưới sân đi hỏi thăm các học sinh khác. Lúc này Tiêu Viêm trên cây quan sát thì hắn thấy một cái tháp bị chôn xuống đất, và hiểu có lẽ đây là thiên phần luyện khí tháp của Nội viện Học viện Già Nam. Thậm chí Tiêu Viêm quan sát được một tổ đội vừa phi lên cây, và đám học sinh này đeo huy chương hình lá cây của một bang phái nào đó, nên Tiêu Viêm đã phi từ trên cây xuống xem tình hình. Ngô Hạo hỏi thăm được gì không thì Ngô Hạo cũng cho biết là nơi đây được gọi là thiên phần luyện khí tháp. Vì vậy hai người đã xếp hàng chuẩn bị đi vào thiên phần luyện khí tháp xem có gì đặc biệt. Trong thời gian xếp hàng, Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo đã thảo luận các băng phái có mặt ở đây chen lấn không cần xếp hàng mà vẫn có được chỗ tốt. Nên Tiêu Viêm thề là sẽ cài lên đấu linh cũng phát triển Bản Môn. Thì có một ông già đã mở alo thông báo là thiên phần luyện khí tháp mở. Nên Tiêu Viêm Ngô Hạo đã di chuyển vào bên trong tháp. Tiêu Viêm Ngô Hạo vừa bước vào một bước bên trong, thì mặt Tiêu Viêm và Ngô Hạo đều đỏ bừng do có lửa xâm nhập cơ thể hai người đốt, khiến hai người đơ người không thể cử động. Thì bọn học sinh nội viện năm 2, năm 3 cười đều Tiêu Viêm và Ngô Hạo lần đầu tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Cũng may bọn học sinh năm 2, năm 3 còn có lương tâm không bị mất, là alo đi gọi trưởng lão cai quản thiên phần luyện khí tháp. Lúc này Tiêu Viêm phải dùng dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa để điều chế cơ thể trạng thái bình thường. Thì Tiêu Viêm cũng phát hiện ra ngọn lửa xâm nhập cơ thể hắn chính là lửa của dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Vì vậy dược lão đã truyền âm cho Tiêu Viêm là phải giữ được cái đầu bình tĩnh, không được nhảy cứng lên. Tuy nhiên dược lão lại phát hiện và nói cho Tiêu Viêm biết ngọn lửa xâm nhập vào cơ thể hắn là ngọn lửa phụ của dị hỏa vẫn lạc tâm viêm tỏa ra, nhưng không phải là ngọn lửa chính của vẫn lạc tâm viêm đâu. Mà học viện Già Nam này giấu kỹ dị hỏa bên trong tòa tháp này ở đâu đấy, nên Tiêu Viêm hãy vừa tu luyện vừa xem nó được bỏ ở chỗ nào. Lúc này Liễu trưởng lão cai quản thiên phần luyện khí tháp đã di chuyển đến chỗ Tiêu Viêm và Ngô Hạo. Thì lúc này em gái Hàn Nguyệt cũng đi đến và đề nghị với Liễu trưởng lão cho gói đi xuống tầng 6 thiên phần luyện khí tháp. Điều này khiến Liễu trưởng lão cũng biết trình độ cày cấp nhanh quá của Hàn Nguyệt, vì tầng 6 chỉ dành cho người đã đến đấu linh 6 sao. Và Hàn Nguyệt cũng là một cô gái tốt phết, đã đề nghị Liễu trưởng lão cứu hai tên Tiêu Viêm và Ngô Hạo đi. Nhưng Liễu trưởng lão cũng hỏi về vấn đề Hàn Nguyệt năm 1 cũng chạy sùng sục vào thiên phần luyện khí tháp mà không báo cáo, thì cô ấy chịu được bao nhiêu phút khi lửa xâm nhập vào cơ thể đốt. Thì Hàn Nguyệt cũng kể lể là được 17 phút cho lần đầu. Vì vậy Liễu trưởng lão lại muốn xem tên Tiêu Viêm và Ngô Hạo sẽ chịu được bao nhiêu phút. Vì Liễu trưởng lão cũng nói và biết sự tình hai tên này là Tiêu Viêm Ngô Hạo dám băng cả hắc sát đội và bạch sát đội trong cuộc thi hỏa năng, nên Hàn Nguyệt đã không di chuyển xuống tầng 6 tu luyện nữa, mà đứng xem Tiêu Viêm Ngô Hạo chạy cối độc bao nhiêu phút khi lửa xâm nhập vào cơ thể đốt. Khoảng 16 phút sau thì Ngô Hạo có dấu hiệu chân tay co giật giật, nên Liễu trưởng lão đã biết giới hạn của hắn và giúp Ngô Hạo rút các ngọn lửa xâm nhập vào cơ thể qua ngón tay. Do đó Ngô Hạo đã bị ngất và ngồi bệt xuống đất. Còn về phần Tiêu Viêm vẫn chưa bị làm sao cả. Vì vậy Hàn Nguyệt hay Liễu trưởng lão cùng một số học sinh năm 2, năm 3 đang có mặt đã xem Tiêu Viêm biểu diễn lửa xâm nhập vào cơ thể đốt. Thì 18 phút Tiêu Viêm tay cũng có dấu hiệu run rẩy, nên Liễu trưởng lão cũng nghĩ đây là đến giới hạn rồi, nên đã giúp Tiêu Viêm một tay. Nhưng ngọn lửa dị hỏa thanh liên điện tâm hỏa từ cơ thể Tiêu Viêm đã phát ra ngoài và tạo ra một vụ nổ, khiến Liễu trưởng lão đang tiếp xúc gần đã bị nổ vỡ mặt, tóc thì bù xù. Còn Hàn Nguyệt hay một số học sinh thì phải né sang một bên khỏi bị ăn nổ. Lúc này Tiêu Viêm hiện tại tự động tỉnh dậy, tay thì xách Ngô Hạo. Hắn thấy mọi người đang dùng mắt nhìn về mình, thì Tiêu Viêm cũng hỏi thăm mọi người xung quanh. Thì Liễu trưởng lão cũng giới thiệu, ông là chủ tịch cai quản thiên phần luyện khí tháp.
Vì vậy Tiêu Viêm cũng xin lỗi lúc nãy không kiểm chế được bản thân dùng thanh niên địa tâm hỏa ăn lửa, nên đã tạo ra vụ nổ. Và Tiêu Viêm cũng hỏi thăm là Ngô Hạo Bì làm sao mà ngủ vậy trước mặt Liễu trưởng lão. Tất nhiên Liễu trưởng lão cũng giải thích là hắn bị tâm hỏa đốt. Còn mình dịch tiếng Việt cho anh em là lửa thiêu đốt cho dễ hiểu. Hiện tại Liễu trưởng lão đã mở alo mồm cho các học sinh năm 2, năm 3 giải tán. Đồng thời ông cũng giới thiệu cho Tiêu Viêm một em gái tên là Hàn Nguyệt. Tất nhiên Tiêu Viêm cũng mở mồm là quen xã giao với Hàn Nguyệt năm 3. Tiêu Viêm đã bắt tay làm quen trước đã, thì Hàn Nguyệt cũng đưa tay ra làm quen. Và khiến bọn con trai năm 2, năm 3 tiếc đứt ruột Tiêu Viêm được sờ tay gái. Trong cuộc trò chuyện của Hàn Nguyệt và Tiêu Viêm, Hàn Nguyệt đã nói về vấn đề của Tiêu Viêm là hắn đã dẫn dắt anh em học sinh năm 1 trải qua cuộc thi hỏa năng được phết. Nhưng có điều Tiêu Viêm cũng vì vậy mà đau não khi bọn học sinh năm 2, năm 3 đến hỏi thăm làm phiền. Nên Hàn Nguyệt đề nghị Tiêu Viêm nên gia nhập một bang phái nào đó trong nội viện. Nhưng Tiêu Viêm hiện tại đã cho biết một tin là hắn đã thành lập một bang phái tên là Bàn Môn rồi. Và khiến Hàn Nguyệt, Liễu trưởng lão kèm theo một số học sinh vẫn đang đứng hóng chuyện phải giật mình thêm một lần nữa. Quay trở lại với Hàn Nguyệt, cô ấy giảng đạo lý cho Tiêu Viêm rất nhiều. Là thành lập một bang phái năm 1 như vậy là hơi vất vả, do các bang phái năm 2, năm 3 mọi năm đều đến câu kéo học sinh năm 1. Mà lần này Tiêu Viêm bắt hết học sinh năm 1 vào bàn môn, kiểu gì cũng bị lôi ra đấm nhiều là cái chắc. Nên Hàn Nguyệt cũng không biết nói gì nữa, nên đã cho Tiêu Viêm một sự trợ giúp cho người thân. Là có việc gì hãy cứ alo cho cô là được, nếu cô giúp được trong tầm khả năng thì sẽ giúp. Vì vậy hai người đã kết thúc cuộc hội thoại ở đây. Sau đó Hàn Nguyệt đi xuống tầng 6 một mình, còn Tiêu Viêm thì được Liễu trưởng lão dẫn đi tham quan thiên phần luyện khí tháp. Ông đã kể sơ đồ kết cấu thiên phần luyện khí tháp cho Tiêu Viêm, là nơi đây là một cái tháp bị chôn dưới đất. Diện tích tầng thứ nhất chứa được khoảng 500 người, hai các tầng như thế nào và cấp bậc bao nhiêu tu luyện ở tầng mấy. Sau một đoạn di chuyển thì Liễu trưởng lão vẫn lại nhải giới thiệu về cái tháp này. Thì hiện tại Tiêu Viêm đã di chuyển đến giữa trung tâm ngôi tháp. Tiêu Viêm đã thấy một cái hang động rất sâu và hơi tối. Thì tên Tiêu Viêm dùng tay sử dụng dị hỏa thanh niên địa tâm hỏa chiếu xuống đáy xem hang động này có cái gì. Tiêu Viêm đã nhìn thấy một con rắn siêu to khổng lồ dưới đáy tạo ra chấn động phát ra tiếng kêu, khiến Tiêu Viêm giật mình và được Liễu trưởng lão lôi về phía sau. Và Tiêu Viêm hỏi Liễu trưởng lão là cái gì, thì Liễu trưởng lão đề nghị Tiêu Viêm quên đi sự việc hôm nay. Sau đó hai người di chuyển đến khu vực khác để nói chuyện. Thì Liễu trưởng lão cho Tiêu Viêm lời khuyên là các thành viên bản môn mới chân ướt chân ráo tiến vào luyện khí tháp thì hãy chọn những phòng bình thường, còn phòng tốt không nên tranh chấp. Chỉ khi nào có người đạt đến đấu linh hoặc đấu vương mới nên bật lại năm 2, năm 3. Sau đó Tiêu Viêm và Liễu trưởng lão cũng quay về chỗ cửa ra vào luyện khí tháp. Thì Ngô Hạo lúc này đã tỉnh dậy và Tiêu Viêm đã chia tay Liễu trưởng lão và dẫn Ngô Hạo đi ra khỏi luyện khí tháp. Dược lão lúc này đã truyền âm thảo luận với Tiêu Viêm về vấn đề lúc nãy là con rắn được tạo ra từ lửa xuất hiện bên trong luyện khí tháp. Thì Dược lão theo sự tham thính thì nơi đây đã bố trí trận pháp không gian tù giam nhốt con rắn lúc nãy, mà con rắn này chính là bản thể của dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành. Vì vậy Tiêu Viêm đã trao đổi với Dược lão làm sao để tìm được con rắn Vẫn Lạc Tâm Viêm để hấp thu. Thì Dược lão vẫn chưa có cách và nói với Tiêu Viêm hãy từ bỏ dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm và đi tìm dị hỏa mới. Nhưng Tiêu Viêm không chịu đâu. Do đó Dược lão cũng nói thêm là học viện già nam này nuôi động vật trái phép dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm để cho học sinh nhờ lửa của nó mà lên cấp, thì kiểu gì cũng bị Vẫn Lạc Tâm Viêm phá tháp cho mà xem. Nên Dược lão cũng đã bày mưu cho Tiêu Viêm đi ăn trộm ăn cướp dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm này, là đợi Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động phá phong ấn của thiên phần luyện khí tháp thì sẽ xảy ra một cuộc đại chiến giữa dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm và mấy ông trưởng lão phong ấn nó. Và lúc này hai thầy trò sẽ thừa cơ chạy vào ăn hôi dị hỏa băng đi là được. Theo như sự tính toán của Dược lão thì thời gian bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm nhanh nhất là 1 năm, còn chậm nhất là 2 năm. Vì vậy Dược lão đã đề nghị Tiêu Viêm khoảng thời gian này hãy chuẩn bị những việc như sau. Thứ nhất là cải cấp bên trong phần thiên luyện khí tháp. Thứ hai, tu luyện một số đấu kỹ như Tam Thiên Lôi Động. Thứ ba là chuẩn bị mấy cây cỏ đồ nghề cho Dược lão luyện chế ra viên thuốc Địa Linh Đan. Để khi nào có cơ hội hành động túm được dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, thì khi Tiêu Viêm thôn phệ nó có viên thuốc Địa Linh Đan sẽ trợ giúp không bị chết cháy mà tỷ lệ thành công cao hơn. Quay trở về với Ngô Hạo và Tiêu Viêm đang di chuyển đi về. Hai người đã di chuyển gần về khu dành cho học sinh năm 1. Thì một học sinh năm 1 chạy đến bẩm báo với Tiêu Viêm là có thằng Bạch Sơn năm 1 chạy đến lôi kéo thu mua học sinh năm 1 trong bàn môn về đội của hắn. Lúc này tại một chỗ đất trống trong nội viện Già Nam, Huân Nhi Hồ Gia đang bị Bạch Sơn dẫn theo một số người của Bạch Bang chèn ép bằng mồm là hãy giải tán bàn môn không phát triển được đâu. Nhưng Huân Nhi Hồ Gia không quan tâm tên Bạch Sơn đa cấp này nói chuyện lên thiên, thì tên Phó Ngao của Bạch Bang đã lên tiếng là đấm luôn bọn học sinh năm 1 đi Bạch Sơn.
Nhưng Phó Ngạo thấy Huân Nhi xinh gái, nên cũng thuyết phục cô ấy là từ bỏ giải tán bản môn. Thì Huân Nhi hiện tại không chịu mà đang câu giờ cho Tiêu Viêm quay trở lại. Vì vậy Phó Ngạo đề nghị với Huân Nhi là giao năm học sinh năm 1 cho bọn họ vào Bạch Bang, thì sẽ không đến làm phiền bản môn nữa. Nhưng có điều năm người này sẽ có Huân Nhi trong đó. Thì em gái Hổ Gia lúc này đã cay từ nãy đến giờ, nên đã bật đấu khí của mình lên cùng với học sinh năm 1 chuẩn bị lao vào đánh Phó Ngao. Phó Ngao cũng bật đấu khí của mình lên kèm theo Bạch Sơn và hơn chục người bên Bạch Bang cũng đang chuẩn bị lao vào combat. Thì cây kiếm cùn huyền trọng xích của Tiêu Viêm đã bay từ chân trời cắm xuống thẳng chỗ học sinh năm 1 và bên Bạch Bang đang chuẩn bị lao vào hỗn chiến. Cảm ơn anh em đã xem hết video.